Xin chào cả nhà, chào mọi người đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ kể cho tất cả mọi người nghe là nước Mỹ là xứ sở cờ bạc. Nghĩa là như thế nào thì mời tất cả mọi người cùng theo chân mình nhé. Đi nào. Nếu các bạn là người thích sát phạt và thích đánh bạc thì có lẽ là nước Mỹ sẽ là một nơi thiên đường dành cho tất cả mọi người đấy. À, và cái cách đánh bạc ở bên Việt Nam như thế nào và đánh bạc ở bên Mỹ ra sao thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn chứng cho tất cả mọi người xem. Ý, mình có bạn đến rồi. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé. Nói đến casino thì mọi người sẽ liên tưởng đến cái chuyện là mình sẽ đến đây và tha hồ đánh bạc mà không cần phải lo lắng công an sẽ dí bắt bất cứ lúc nào. Đó là nơi được cấp phép với tờ và mình được tha hồ cờ bạc với mọi hình thức. Từ những ván bài vài chục ngàn đô đến những ván bài vài đô thì các bạn có thể thỏa sức đam mê ở cái nơi sòng bạc này. Và đây là cái khu vực kéo máy để dành cho những anh chị nào đó thích đến đây chơi nhưng mà không có khả năng lên những cái bàn cao thì mình có thể bỏ vài đồng mình kéo máy được rồi. Đây là những cái khu sảnh cực kỳ sang trọng mà các bạn sẽ nhìn thấy khi các bạn bước vào casino nha. Các bạn có thể đánh bạc ở nơi đây từ sáng đến tối mà không sợ bị đói vì ở đây có khu nhà hàng chuyên phục vụ cho khách hàng ở lại đây đánh bài. Và tùy theo cái khu vực mà các bạn đánh, nó sẽ phục vụ cho các bạn thức ăn mà cái phù hợp với cái bàn cờ bạc của tất cả mọi người nha. Khi các bạn đã đến với cái sòng bạc thì họ sẽ lưu thông tin của tất cả mọi người vào cái danh sách và họ sẽ gửi thư mời và gửi quà cũng như là những cái điều đó là sẽ dụ đến cái sòng bạc của họ thêm một lần nữa. Phiếu quà tặng đôi khi sẽ là vài chục đô hoặc đến vài chục ngàn đô tùy theo cái khả năng các bạn đánh ở nơi sòng bạc nó như thế nào. Các bạn thấy sao? Khi mà ở bên nước Mỹ này các bạn có thể đi đến một cái nơi casino nó hoành tráng lệ như vậy và các bạn sẽ trưng diện những bộ đồ cực kỳ đẹp, ví dụ như những bộ đồng và các bạn trang điểm lên một tầm cao mới, nhìn mình sang chảnh hơn và bắt đầu mình đi đánh bạc với một cái phong cách là không phải sợ ai hết. Và những cái nơi đó nó sẽ kêu bằng phục vụ các bạn như một nữ hoàng và các bạn đến đó các bạn đánh, nếu như mà các bạn là khách VIP các bạn đánh số lượng nhiều. Ví dụ như ông xã Minh ngày trước, ổng có đánh ở trên đó là ổng là VIP trên đó thì có thời gian đó là khi mà các bạn đã là khách VIP trên đó rồi, bạn đánh cái bàn lớn rồi, ví dụ như những cái bàn nhỏ các bạn đánh 5 đồng, 10 đồng thì những khách VIP là họ đánh một cái bàn là 5.000 đô. Một ví dụ một lần đánh của họ một bàn như vậy là 5.000 đô mà đôi khi một cái bàn cờ bàn bạc đó mà khi họ đánh kết thúc cái bàn bạc đó thì có thể lên mấy chục ngàn đô trong một cái bàn bạc đó. Thì những người mà đánh khách VIP đến nỗi mà VIP như vậy thì họ sẽ cho các bạn lên lầu và cái lầu cuối cùng là những cái lầu cho những người nào mà thích chơi ghiền đó là ở dưới tầng dưới. Và khi mà lên càng lên trên họ cho các bạn lên cao thì những cái tầng ở trên nó sẽ cái số tiền nó sẽ lên nhiều hơn. Ví dụ như khi các bạn lên cái tầng cao nhất ở trên sân thượng thì các bạn sẽ đánh hai người theo cái bàn mà mọi người mà thấy trên phim Hồng Kông rồi đó, là hai người ngồi hai đầu hai bên đó, là cái đó là VIP PIB rồi đó các bạn. Khi mà mình đánh ở trên như vậy á, là chỉ cần các bạn alo một tiếng thôi là họ sẽ đem trực thăng đến rước bạn đến cái casino đó đánh bài. Và ở bên nước Mỹ này á, nó gọi là kêu bằng thiên đường của cờ bạc thì mình nghĩ là chính xác hơn. Vì nếu như mà các bạn đánh bạc đi mà các bạn đã đến đó chơi rồi và bạn đã có cái tên trong cái danh sách mà cửa ra vào của họ rồi thì họ sẽ gửi thư cho các bạn, giống như là mình đã quay video cho mọi người xem đó, là họ sẽ gửi thư cho các bạn mà trong đó có sẽ có là một tấm check. Và trong đó là họ sẽ dụ bạn đi bằng cách là họ biết bạn mỗi một lần bạn đánh vậy là bao nhiêu tiền đó thì họ sẽ cho với cái tầm mức để dụ bạn lên trên đó. Ví dụ như họ cho bạn một cái tấm check thì 300 đô đó, thì nếu như 300 đô đó bạn phải bỏ thêm 300 đô nữa các bạn mới lấy được cái 300 đô của họ. Và bảo đảm là khi bạn bỏ thêm 300 đô nữa thì các bạn sẽ thua hết 300 đô của mình và thua luôn cả 300 đô của họ cho luôn. Thì chồng mình nói đợt trước ổng đi chơi á, thì lúc ổng còn đánh lớn, đánh VIP đồ á, thì ổng đánh là một lần nó dụ ổng, nó cho ổng một cái tấm check là 50.000 đô. Ổng nói là
nó cho mình một tấm check 50.000 đô, với điều kiện mình phải bỏ 50.000 đô vào, nó mới cho mình sử dụng cái tấm check đó. Thì khi vô trong đó các bạn sẽ đổi tiền các bạn đánh, mà các bạn biết không, khi mà lên trên đó đánh á, nó sẽ coi mình, chứ không phải các bạn lên các bạn đánh xạo xạo chút xíu rồi các bạn nghĩ rồi bạn lấy tiền của nó được đâu, không hề đâu các bạn. Nếu như mà các bạn làm như vậy chỉ một lần hai lần thôi. Và cái điều đặc biệt ở chỗ này á, là khi các bạn lên trên đó các bạn ăn thoải mái. Khi mà các bạn đã vào cái phòng VIP rồi á, thì á, các bạn ăn tôm hùm con to to như vậy nó vẫn đem ra cho các bạn luôn. Hoặc là các bạn muốn uống rượu XO và các bạn muốn gái bao nhiêu đứa ngủ với bạn băng vào cái đêm đó, hay là các bạn muốn bao nhiêu gái đi chăng nữa, phục vụ tại bàn nó cũng cho các bạn hết, với điều kiện là các bạn phải đánh. Các bạn phải đánh và các bạn sẽ chi tiền, cái số tiền của bạn đánh ở trên cái bàn cờ đó, bàn bạc đó. Và chồng mình nói là lúc đó ổng còn trẻ, ổng còn sát phạt vậy lắm, lên trên đó là máu lửa lắm, đánh một chút xíu rồi nhiều khi gái thì gái nó bu nó gót cụ thôi chứ cũng không quan tâm, tại vì tập trung vô cái dáng bạc của mình chứ đâu có để ý tới mấy con nhỏ gái làm gì. Và khi mà ăn uống thì ổng nói là mình ổng đi đánh, nhưng mà ổng dẫn thêm 3-4 đứa đi nữa, thì những đứa kia là nó đánh những cái bàn nhỏ nhỏ, những cái bàn ví dụ như 5-10 đô, hoặc là những đứa đi kéo máy đồ á. Thì ổng nói là tụi nó đi như vậy, tụi nó ăn uống những cái món ăn mà của ổng được đãi đó, thì ổng đưa cho mấy đứa bạn ổng ăn. Đó là cái cách cờ bạc của bên nước Mỹ nè, mà mình cảm thấy là những người Việt của mình á, mà khi qua đây rồi á, là họ bị mê vào cái chuyện đó các bạn, rất là nhiều. Và những cái trường hợp mà họ đến cái nước Mỹ này rồi á, họ bị chìm đắm trong cái sát phạt và cái bàn cờ bạc á, thì coi như là họ sẽ không bao giờ dư nổi. Các bạn biết không, họ dụ mình bằng mọi cách, họ đưa tiền cho mình trước, rồi họ ứng tiền, họ khuyến mãi cho mình bao nhiêu gì đó. Rồi khi mà các bạn lên đánh là các bạn sẽ ăn miễn phí. Rồi nếu như tùy theo cái dáng bài của bạn chơi, ví dụ như cái dáng bài của bạn chơi là nó nhỏ thì các bạn sẽ hưởng được ví dụ như một hộp cơm, hoặc là một miếng bánh mì, hay là cái gì đó nó sẽ tương ứng với cái bàn bạc của bạn chơi. Nếu như bạn chơi cái bàn cao hơn nữa, 5.000 một bàn hoặc là 10.000, 20.000 một bàn, thì cái lượng đồ ăn mà họ đãi cho mình nó sẽ cao hơn, và nó sẽ kêu bằng đắt tiền hơn. Đôi khi là rượu XO 1900 mấy họ cũng đem ra tiếp đãi bạn luôn. Đó là cái chiêu trò mà họ dụ mình đến cái bàn bạc để mình tiêu tiền vào cái nơi cái sòng bạc của họ, để họ có thể thu về cái lợi nhuận cho mình. Thì mình thấy bên đây là có tùy tiểu bang họ sẽ có, nhưng casino chứ không phải tiểu bang nào cũng có đâu nha các bạn. Như cái tiểu bang thì mình đang ở là Virginia này thì không có cái sòng bạc, và các những người mà ở đây họ đi muốn đánh thì họ phải qua Phila, giáp ranh giữa Phila và Virginia. Có một cái sòng bạc mới mở cách đây khoảng mấy tháng thì họ hay qua bên đó họ đánh lắm. Còn trước khi mà ở bên đây mà có cái sòng bạc đó thì họ phải đi xa hơn một chút xíu, là khoảng 2 tiếng đồng hồ họ mới đến được cái sòng bạc kia. Thì các bạn biết không, ở bên nước Mỹ này không phải tiểu bang nào cũng có cái sòng bạc. Và ở bên đây các bạn, nếu như các bạn đánh bạc ở nhà các bạn vẫn bị nha các bạn. Các bạn đánh bạc ở nhà các bạn vẫn bị bắt. Và nếu như mà cái người nào đó họ biết trong nhà bạn đang tổ chức đánh bạc thì họ dẫn đến bắt bình thường giống như ở bên Việt Nam thôi. Nhưng mà mình nghĩ ở bên Việt Nam mình á, là cái xứ sở còn nghèo á, cho nên họ hạn chế mở cái sòng bạc vì họ sợ cái người Việt mình á, cứ đi vào đó rồi tánh sát phạt, rồi bắt đầu đánh, rồi bắt đầu đôi khi bán nhà bán cửa bán vợ bán con luôn. Cho nên ở bên Việt Nam mình vẫn còn hạn chế những chuyện đó. Còn nếu như những người Việt mình mà ở bên Việt Nam có tánh sát phạt mà qua bên đây mà họ sống rồi là coi như là một thiên đường của họ luôn các bạn. Các bạn biết không, nhiều khi họ sáng họ đi làm chiều về tới là họ lên trên casino họ chơi đến tới sáng, cái bắt đầu họ về họ tắm rửa bắt đầu họ đi làm tiếp. Các bạn biết không, mình thấy có rất là nhiều người họ gọi là ở bên Việt Nam mà họ mê, nhưng mà họ không có cái nơi để thỏa chí cái đam mê đó của họ. Nhưng mà ở bên đây là cái nơi bên đây gọi là thỏa chí đam mê của các bạn, mà khi bạn vào đó là các bạn như một nữ hoàng. Các bạn cho dù là các bạn đánh một cái bàn nhỏ đi chăng nữa, họ vẫn phục vụ bạn, nhưng mà với cái mức cho phép của bạn thôi. Ví dụ như bạn đánh cái bàn nhỏ thì các bạn sẽ được uống uống nước cà phê gì đó đại loại nhẹ nhẹ thôi.
còn á hả, các bạn thấy rồi, phục vụ tận nơi tận miệng, cho nên họ họ cảm thấy như họ giống như là được được tôn vinh, họ cảm thấy là họ đang được kêu bằng đang sống ở trong một cái thiên đường vậy đó. Cho nên nó hả, hầu như nếu như những người nào họ đến đó họ chỉ là đến chơi cho biết này kia cái nọ thôi, và họ có cái tánh trong người là đã từng mê cờ bạc rồi, thì vô tới trong đó là coi như là không gỡ họ ra được, và họ sẽ hạ thay vì là họ đi làm xong họ về lo chồng lo con, hoặc là họ đi làm xong rồi họ đi về shopping được ha, là những cái điều shopping đối với cái người mà mê sát phạt là coi như là quên cả luôn, kể cả phụ nữ và đàn ông, nếu như mà họ đã mê rồi là coi như là bán nhà bán cửa là chuyện bình thường các bạn. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ chút đỉnh về cái chuyện cờ bạc ở bên nước Mỹ như thế nào, thì hả có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây, và nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc một cái điều gì đó hãy để comment ở phía bên dưới, và nhớ đừng quên đăng ký subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại mình.